Những tour du lịch hấp dẫn, khai thác các điểm đến mới lạ dựa trên thế mạnh của từng địa phương, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã liên kết với hai tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, qua đó khai thác hiệu quả các tài nguyên du lịch đặc trưng cùng hệ thống di tích, văn hóa, lịch sử, làng nghề, ẩm thực phong phú để có thể thu hút du khách. Cột cờ Lũng Cú, một trong những điểm nhấn độc đáo của du lịch Hà Giang, nằm trên đỉnh núi Rồng, có độ cao 1.470m so với mực nước biển. Đây còn là biểu tượng thiêng liêng về chủ quyền quốc gia thuộc vùng Đông Bắc, gắn liền với các truyền thuyết về lịch sử hào hùng của dân tộc, nên luôn có sức hút đặc biệt với du khách thập phương. Đi lên đến đây thì mình thấy là nhìn xuống dưới, thấy là cái cảnh đẹp của quê mình thật sự đẹp, đẹp và tự hào. Tự hào vì mình là con người của Việt Nam và thấy rằng là Hà Giang, một miền đất rất là đẹp. Những điểm đến nổi tiếng của Hà Giang khác như đèo Mã Pí Lèng, dốc Thẩm Mã, cao nguyên đá Đồng Văn được kết nối với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nhiều di tích lịch sử như Láng Nà Nưa, cây đa Tân Trào cùng những giá trị văn hóa mang đậm bản sắc của dân tộc Tày của tỉnh Tuyên Quang trong chương trình liên kết phát triển sản phẩm du lịch mới của thành phố Hồ Chí Minh. Tuyên Quang có 22 dân tộc, cho nên đây là một cái thế mạnh về cái du lịch bản địa của Tuyên Quang, và Tuyên Quang sẽ tập trung khai thác cái thế mạnh này để phát triển du lịch. Và chúng ta có sự giao thoa như này, du khách sẽ hiểu biết được về những mảnh đất trên vùng địa đầu của Tổ quốc, về con người, văn hóa và những cái phong cảnh của hai tỉnh. Tôi cho rằng là có hết sức ý nghĩa và chắc chắn sẽ góp phần vào vấn đề tăng trưởng kinh tế. Từ những lợi thế riêng có của từng địa phương, sản phẩm hoàn toàn mới, huyền thoại sông Gâm, kết nối các điểm du lịch đặc biệt của hai tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang vừa được ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh khai thác đưa vào hoạt động. Và đây cũng là sản phẩm liên kết đầu tiên giữa thành phố Hồ Chí Minh và hai địa phương sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhằm kịp đón đầu dịp cao điểm du lịch ở mùa hè năm nay. Với chiều dài hơn 200 km nối liền với hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang, dòng sông Gâm với hai bên là những cái danh lam thắng cảnh rất là độc đáo. Và trong đó thì tour tuyến đi thuyền trên dòng sông Gâm sẽ là một trong những điểm nhấn thú vị sẽ được hai địa phương đưa vào khai thác trong chương trình liên kết du lịch trong thời gian tới. Đi thuyền trên lòng hồ Na Hang, nơi hội tụ của hai dòng sông Gâm và sông Năng, du khách được đắm mình trong khung cảnh nên thơ, hùng vĩ, được bao bọc xung quanh bởi 99 ngọn núi trùng điệp. Nơi đây còn được mệnh danh là Vịnh Hạ Long trên cạn, thỏa sức cho du khách trải nghiệm. Đặc biệt nhất ở đây là mình được trải nghiệm không chỉ những cái cung đường đèo đá, mà chúng ta còn được trải nghiệm cả cái cảnh thả thuyền trên sông như thế này. Tôi thấy rất là thú vị, rất là thích. Sản phẩm với hành trình 6 ngày có mức giá khoảng 9 triệu đồng một khách được công ty Vietravel xây dựng dựa trên việc lựa chọn mỗi điểm đến trong hành trình là một nét tinh túy, độc đáo của mỗi tỉnh. Việc liên kết này không chỉ giúp du khách có những trải nghiệm mới mẻ về điểm đến mà còn được hưởng những ưu đãi dịch vụ đến 20%. Huyền thoại sông Gâm là cái sản phẩm đầu tiên trong cái chuỗi sản phẩm liên kết, và trước mắt là sau khi hoàn chỉnh cái sản phẩm này thì chúng tôi sẽ có cái kế hoạch làm việc với lãnh đạo tỉnh cũng như là lãnh đạo ngành du lịch ở hai địa phương để tiếp tục phát triển ra những cái sản phẩm khác mà chúng ta chưa khai thác được hết. Việc liên kết phát triển sản phẩm du lịch không chỉ giúp định vị, tạo ra những sản phẩm đặc trưng, tránh trùng lập, có chiều sâu văn hóa, tăng cường quảng bá điểm đến. Đây còn là giải pháp để doanh nghiệp và các địa phương nâng tầm dịch vụ và chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời tăng cường hiệu quả trao đổi lượng khách trong giai đoạn phục hồi và phát triển du lịch hiện nay. Tỉnh Hà Giang thường niên hàng năm cũng tham gia một cái không gian văn hóa du lịch và ở tại thành phố Hồ Chí Minh, và trong cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục ký kết các chương trình, và khách du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh là một trong những thị trường như tiềm năng của du lịch Hà Giang. Tích cực cái quảng bá cái hình ảnh du lịch thành phố Hồ Chí Minh cũng như thành phố Hồ Chí Minh giúp chúng tôi Tuyên Quang, chúng tôi để quảng bá hình ảnh du lịch Tuyên Quang. Người du lịch của địa phương có cái lựa chọn để mà tìm hiểu để du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua việc liên kết phát triển sản phẩm du lịch mới này, doanh nghiệp và các địa phương kỳ vọng sẽ thu hút lượng du khách tăng lên khoảng 50%, đồng thời thúc đẩy mức chi tiêu của du khách nhiều hơn.